Tin cực kỳ là hot cho anh em đây. Hiện tại showyouminh.com của mình đã nâng giá vàng lên cho anh em là X4K8 nha anh em. Hiện tại đã có đủ 8 server cho anh em tha hồ mua nha. Ngoài ra các dịch vụ như là làm đệ, săn đệ, úp đệ tử, tìm đồ đã giảm giá cho anh em thêm là 30% nữa nha anh em. Hiện tại nick thì đã giảm giá cho anh em thêm là 40%, giảm giá trực tiếp vào giá rồi nha anh em. Nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 600k thôi anh em ơi. Rất là nhiều nick ngon đang chờ đợi anh em đây. Ngoài ra thì con nick sơ sinh đã cập nhật thêm rất là nhiều. Và đồ giá rẻ thì cập nhật đủ 8 server cho anh em thao lựa chọn nha. Giao dịch thì cực kỳ là nhanh gọn. Và ngoài ra thì danh mục vòng quay như vòng quay vàng, vòng quay nick các thứ thì đã thêm rất nhiều là tỷ lệ trúng cho anh em, cực kỳ là ngon luôn. Danh mục random thì có cực kỳ là nhiều nha. Ngoài ra thì anh em cần bán nick thì có thể liên hệ qua Zalo 0364402093 nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Ok, và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là Vi Minh đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là đi sắm cho cái nick Vi Minh của mình cái cải trang VIP nha anh em. Đó, thì mình bảo với anh em rồi là cái sự kiện Black Friday nó giảm 80% mà anh em không chịu tin. Đấy, anh em cứ bảo là không ra sự kiện, đấy cuối cùng bây giờ ra rồi đúng không? Đó, thì sau khi mà mình mua xong cái cải trang VIP ý, thì mình sẽ sắm lại cho nick của mình gọi là một set ấy anh em nhá. Một set gì nhỉ? Một set sự đánh lại nha anh em. Chứ hiện tại bây giờ nick của mình nó khá là gọi là thiếu đồ anh em ạ. Đấy, cho nên là dạo này khá là yếu. Thỉnh thoảng anh em gặp PK mình thì lại không chơi được. Đấy, khá là lú luôn. Thì bây giờ giao dịch cho qua 500 triệu nhá. Đấy, xíu nữa sẽ sắm cái set VIP đấy anh em ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là qua bên đảo Kame. Sau đó mình sẽ sắm lấy cải trang VIP anh em nhá. Avatar VIP thì đúng chứ. Đấy, và trong cái sự kiện trước cái sự kiện bí ngô ấy, nhiều anh em kiểu cuối sự kiện rồi mà không chịu đổi lấy ba cái phiếu giá này. Nó đến thời điểm hiện tại đây. Đó, sự kiện Black Friday ngay cạnh luôn. Quá tiện lợi luôn anh em ạ. Ôi, con super này anh em. Super 16 triệu luôn ạ. Vãi đái thật nhờ. Nhưng xuất hiện con super 16 triệu này. Ui, mình pem được này. Ui, tính là ok đấy. Thôi, mình không nghịch nữa. Để cho mấy anh em kia ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mua nha anh em. Mua cải trang giảm giá 80% này. Đó, thì trước khi mua review qua xíu anh em nhỉ. Đó, thì ở đây thì sẽ có gọi là bán tất cả các cải trang gọi là hiện tại bây giờ đang có anh em nhá. Đấy, thì mình đã nhắm cái cải trang này rồi. Đây này, cải trang VIP này. Hay là mình mua mấy cải trang này nhỉ. Để mình xem mấy cải trang này nếu mà mình mua bình thường thì sẽ phải mua bao nhiêu cái thì mình mới mua được nhá. 400 nhân với 4, 400 nhân 4 cộng với 400 nhân 4, 1600 là mình có thể mua được cải trang ma bư rồi anh em ạ. Giờ mình đang phân vân giữa cải trang kia với cải trang ma bư anh em ạ. Cải trang ma bư thì xem nào. Nó đẹp đấy, nhưng mà mình không xài đến tại vì nick của mình ấy thì bây giờ đang sử dụng gọi là chặt dương rồi, cho nên là không xài đến cái cải trang đấy. Tại vì mình có X2 thọ rồi thì mình sẽ mua đúng cái cải trang VIP này cho nó VIP thật thôi. Đó, chuẩn rồi. Ok, xem tiếp ở dưới xem có gì thêm không nha anh em. Chúng ta sẽ có Cyberman thì cũng khá là ok đấy. Nhưng mà thôi, không ưng lắm. Thôi, mình sẽ mua cải trang VIP nha anh em nhé. Mua cải trang VIP. Ok, hello em. Có em à. Có em. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Ok. Nếu anh em đang cần tìm một shop bán nick, bán vàng giá rẻ, có rất là nhiều khuyến mại thì em có thể truy cập ngay shopcamthần.com nha. Hiện tại thì shop đang khuyến mại làm thẻ nha anh em. Hiện tại thì 10k em sẽ nhận 11k, 100k sẽ nhận 110k nha anh em. Khuyến mại cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra thì hiện tại thì shop đang bán vàng cho anh em là X3K8 nha anh em. 10k anh em thể nhận là 38 triệu, 100k nhận 380 triệu nha. Dưới này thì có bán ngọc tự động này, làm thuê đệ tử, út sức mạnh đệ tử, làm thuê nhiệm vụ có rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì bán nick ngọc rồng đang khuyến mại nha anh em. Ở đây thì có thêm cả nick ngọc rồng 1 đồng này, em có thể là lên mua nha anh em. Đó, ngoài ra thì trên này thì có cực kỳ là nhiều các vòng quay để cho anh em trúng những phần quà cực kỳ là hấp dẫn, như là mở quà dòng thần này, vòng quay kỳ diệu này. Đó, dưới này thì có thêm là vòng quay nhiều đồ, vòng quay trứng rồng này. Dưới này thì có rất là nhiều random để cho anh em tha hồ lựa chọn nha, đủ mọi thể loại luôn. Dưới này thì anh em đua tốc là thẻ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn, như là nhận được một lít set kích hoạt Kakarot 4 sao này, tầng 2 thì có thể nhận được một tích ngọc rồng trị giá 2 triệu và 1 tỷ vàng nha. Anh em mua gì thì có thể truy cập ngay shop.com nha. Rồi,
Đó, mình đã sắm thành công cho cái nick của mình gọi là cải trang VIP rồi nha anh em. Đó, đây cải trang VIP thật đây. Đó, thấy chưa? Đó, quá là xịn xò luôn anh em ạ, quá là xịn xò luôn. Nhưng mà cải trang này thỉnh thoảng mình mới xài để cho nó gọi là đẹp thôi anh em ạ. Đó, còn đâu thì mình sẽ sử dụng cái cải trang thỏ này để nó tăng sức đánh nhiều hơn ý. Đó. Rồi thì bây giờ có khả năng bây giờ mình sẽ sắm gọi là sắm thêm cho cái nick của mình gọi là ấy nhá. Anh có răng anh không. Đó, bây giờ mình sẽ sắm lấy một set sức đánh nữa nha anh em, tại vì nick của mình đang thiếu một set sức đánh này. Của đệ này. Đó, mình sẽ mua set sức đánh xây ra 27% bán PM. Đó, mình sẽ sắm lấy một cái set sức đánh nữa anh em ạ. Đó, sắm một set đấy chỉ để cho nó xịn xò một chút. Đó, xíu nữa mình sẽ cho anh em xem sức đánh của nick của mình nhá. Đó. À, kèm theo đó mình sẽ mua thêm 3 sao nữa đi. 3 sao thì hình như 200 triệu một viên 2 sao đúng không? 200 chia cho 7 thì khoảng 30 triệu một viên ấy. Thì bây giờ mình sẽ mua khoảng xem mấy viên 3 sao nhỉ? 7 viên 3 sao nhưng mà mua 7 viên 3 sao nữa. Mua X7 Ngọc Rồng 3 sao bán PM. Đó, mình mua thêm cả này nữa anh em ạ. Ok. Xem nào, giá bao nhiêu nào? Giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Đó, tính ra BCL 1 nếu mà kiếm set sức đánh là khá là dễ anh em ạ, tại vì là nhiều người bán lắm. Còn sale khác thì khá là khó. Bán nè, đây có khá là nhiều anh em nhắn này. Xem nào, để xem anh em có bán không. Hay là mõm. Hay là chôn mình. Nhiều anh em chôn lắm. Kiểu nhiều lúc rảnh rảnh mấy anh em không có việc gì làm ấy, kiểu mình hay chơi game vào lúc đêm ấy đó. Cho nên là anh em hay phá mình lắm. 320 triệu. Gì má, 320 triệu là cái gì đây? 35 triệu x1, 35 triệu thì 35 x 7 245. 245 anh em ạ. 320. 320 là bán cái gì nhỉ? Để xem nào. Bán cái gì ấy? Ủa, thành như để chôn à? Xét sự đánh 27% có radar thêm 2 thỏ vàng. Ờ 5 triệu. Ừ, ok, mình sẽ mua cái set này nhá. Mua 500 triệu nhá. Ok, mình sẽ mua của bạn này mua 200 triệu anh em ạ. Mình sẽ mua 200 triệu anh em nhá. Ok. Rồi. Set đấy thì mình sẽ rồi mình sẽ lưng lên 4 sao em nhá. Chắc khoảng ngày mai ngày kia mình sẽ mua được vàng thì mình sẽ lưng cho nó lên 4 sao. Đó, sắp tới sẽ là 5 sao. 50/1. Bố mấy nhà ông bán đắt thế. 50/1 nghĩa là giết người. Giết người không thương tiếc. Mình canh vàng đá ngọc này mà giết mình này. Hỏng. Đây em ơi. Đây. Mua set sức đánh. Không mua radar đâu. Không mua radar. Giao dịch mình bán đây 19 thỏi vàng là bao nhiêu vàng em nhỉ? 19 nhân với 37 là 703 triệu. Ôi đắt thế. Không biết bố bán cái gì đắt thế. Mẹ cứ ép giá cao lên cơ. Cao lên rõ mình nghèo sẵn. Cứ gặp mình nhiều anh em cứ gặp mình kiểu cứ nghĩ YouTuber là kiểu mẹ vàng nhiều mẹ phải cho giá cao mẹ về sau mình vàng lấy đâu ra anh em ấy, phải đi gọi là đi buôn vé số qua ngày và bây giờ con số may mắn còn bị khóa này có mua được đâu. Bán gì thế, tôi vui vẻ nha anh. Ok, cảm ơn bạn nhá. Bán gì thế anh Hiên kia, bán cái gì nhỉ? A few moments later. Ok, sau khá là nhiều thời gian mẹ mòn mỏi các thứ cuối cùng thì bây giờ mình đã gọi là ấy rồi anh em ạ. Đó, tại thì bây giờ mình đã có đủ ngọc rồng ở đây rồi. Đây, X9 ngọc rồng 3 sao. Bây giờ sẽ nâng cấp anh em nhá. Nó sẽ ép vào mới đúng chứ. Ok. Ép vào 10 ngọc phát. Nói chung là được của nó luôn. Ok anh em. Đó. Cuối cùng thì đã sở hữu
vài món 4 sao rồi. Nói chung là cũng được của nó đấy anh em, cũng được của nó. Ok, và hiện tại thì mình đã lưng thành công rồi nha anh em, đã lưng thành công rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cho anh em xem sức đánh của League Viming hiện tại bây giờ bao nhiêu nha anh em. Đó, áo này, quần này, găng, giày này, nhẫn này. À không, đây, đó, 110 mấy k rồi. Cởi giáp ra này, 200k nhá. Ăn cùng ngộ này, 288 này, ăn sushi vào này, 317k nha anh em, 317k sức đánh nha. Đây, 317k. Thiếu cái trang thỏ nữa, về nhà để mình lấy cho anh em xem này. Đó, cuối cùng thì League Viming bây giờ thì cũng sở hữu được một số đồ 4 sao đấy. Nói chung là đầu tư dần dần anh em ạ, chứ ai mà có một phát có hết đâu đúng không anh em. Đó, cũng nghèo lắm, cũng mong là cũng được giàu để đầu tư một phát ăn ngay. Nhưng mà nghèo phải chịu thôi anh em ạ, nghèo phải chịu thôi. Đó, ok. Được lên được khoảng 343k sức đánh nha anh em, 343k sức đánh. Giờ sẽ test thử cho anh em, test thử cho anh em ở bên Ngọc Rồng 5X nhá. À không, ở bên nào nhỉ? Ở bên 5X đúng không? Đây, sẽ mua máy giò này, sẽ qua bên đấy chơi. Ok, có máy giò sẵn rồi mà. Hóa thạch rồi anh em ạ. Buồn nhỉ. Thế vật cờ đi dạo ở làng cũng được. Thầy biết chị lên xem được bao nhiêu sức đánh nha anh em. Chị lên thì được khoảng 376k nhá. 376k thì quá là đẳng cấp rồi. Nói chung là khá là phê anh em ạ. Có xong có ai nhỉ. Đêm anh em ngủ hết rồi. Đêm chắc ngủ hết rồi anh em ạ. Không có ai. Rồi, và chắc clip mình sẽ tạm dừng đây anh em nhá. Nói chung là clip hôm nay thì chỉ gọi là đầu tư cho League Viming của mình một chút. Đấy, cũng gọi là chăm chút lại cho em nó một tí. Đó, rồi, cảm ơn em đã dành thời gian xem clip mình nhá. Nếu thấy clip này của mình hay thì đừng tiếc dừng like, đăng ký, ủng hộ kênh của mình nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye anh em. Bye.